Đức Giêsu chữa đứa trẻ bị kinh phong. Matthew chương 17, từ câu 14 đến câu 21. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin Ngài thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ. Quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông rằng: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta là ngày thứ bảy cuối tuần. Chúng ta đã lắng nghe lời Chúa trong suốt một tuần lễ qua, và chúng ta thấy hình ảnh đứa trẻ trở nên gần gũi và thân thiện với Thiên Chúa và trở nên ân huệ cho tất cả những ai có tâm hồn thơ trẻ như vậy. Lời Chúa ngày hôm nay lại là một người con bị quỷ nhập. Người cha đã đưa đến các tông đồ để các tông đồ trừ quỷ, nhưng các tông đồ bó phép không làm được. Người cha phải đưa người con đến gặp Chúa Giêsu, và khi gặp Chúa Giêsu thì chính Ngài đã ra tay chữa lành, giải thoát cho người con đó khỏi ác thần, khỏi ma quỷ, khỏi thần ô uế. Các tông đồ rất là ấm ức, mới hỏi Chúa: Tại sao chúng con lại không trừ được cái con quỷ này? Tại sao? Chúa Giêsu bảo rằng cái con quỷ này đó, muốn trừ được đó, thì phải gia tăng cầu nguyện. Tức là gì? Tức là phải nối trực tiếp với Chúa, nối để đón nhận ân sủng và quyền năng của Chúa. Tức là chính Chúa sẽ trừ quỷ nơi các tông đồ, chứ không phải tự khả năng được huấn luyện mà các tông đồ trở thành nhà trừ quỷ. Không phải vậy. Cầu nguyện làm cho con người ta nối đất với trời. Cầu nguyện làm cho con người ta tuy là sắc phàm nhưng lại mang quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Cầu nguyện làm cho khi con người ta đối diện với ác thần, với ma quỷ, thì ma quỷ nhận ra đó là Thiên Chúa đứng mà nó phải khiếp sợ, đứng mà nó phải bỏ chạy. Chứ còn tự thân con người chúng ta, cũng như con người các tông đồ, là phận hèn, yếu đuối, tội lỗi, làm sao ma quỷ nó sợ? Mình không sợ nó thì thôi, chứ làm sao nó sợ mình? Nếu nó có sợ mình là bởi vì nó thấy Chúa nơi cuộc đời của mình. Nếu nó có phải đi ra khỏi người đang bị quỷ ám là bởi vì quyền năng của Chúa nơi cuộc đời của mình xua đuổi nó, loại trừ nó. Chứ còn tự mình làm sao làm được điều đó? Thế giới của chúng ta sống ngày hôm nay, quỷ nó không có hiện ra như cái đầu lâu, lè cái lưỡi ra như hù trẻ con. Nó có thể là một cô gái đẹp, một anh chàng đẹp trai. Nó có thể là một cái cơ hội để mình có thể tiến thân và thành đạt. Nhưng một cái điểm chung của nó luôn luôn đó là đẩy con người ta
đến tình trạng hoài nghi Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa và thậm chí là chống đối Thiên Chúa. Do vậy, dù chúng ta không còn thấy quỷ một cách mặc nhiên, thì chúng ta cũng phải chú ý những khi chúng ta thấy cái cơ hội nó đến với mình quá dễ dàng, mỗi khi mình thấy cái sự thăng tiến của mình quá nhanh, chúng ta phải xem liệu cái sự thăng tiến đó, cái sự thuận lợi đó, nó có làm cho chúng ta tôn vinh Chúa hơn không? Nếu thực sự làm cho chúng ta tôn vinh Chúa hơn, đó là ơn Chúa ban cho chúng ta. Hãy đón nhận chúc tụng ngợi khen Chúa và hãy làm cho ơn Chúa tiếp tục được lớn lên hơn. Nhưng nó làm cho chúng ta không còn giờ để thờ phượng Chúa. Nó làm chúng ta ngại ngùng mặc cảm khi đối diện với Chúa. Và thậm chí bắt đầu hoài nghi Chúa, sợ Chúa, trốn tránh Chúa, bỏ Chúa và lên án Chúa. Thì chúng ta biết chúng ta đang bị quỷ ám. Và một cách duy nhất có thể vượt thắng được, phải cầu nguyện, tức là nối lại với Chúa. Nối lại với Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lòng khát khao được kết nối với Chúa luôn luôn, để chúng ta luôn luôn được Chúa loại trừ ác thần ra khỏi chúng ta, và cũng được Chúa dùng để loại trừ ác thần ra khỏi anh chị em đang sống xung quanh chúng ta nữa. Amen.